Hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần camera ở 3D. Phần này là phần rất là hay ở trong After Effects. Chúng ta sẽ học cái phần 3D trước nhé. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ học sang cái phần camera sau. Bật chế độ 3D ở trên After Effects thì chúng ta làm như sau ạ. Tôi cứ tạo một cái mảng màu như này. OK. Đấy. Ví dụ chúng ta có mảng màu này, chúng ta muốn bật 3D cho nó nhé. Thì ở trên thanh này, hôm trước chúng ta cũng đã làm sơ qua rồi đúng không? Các bạn chuột phải này, các bạn vào column này. Đấy thì chúng ta mở cho tôi cái thằng squid này ra. Đấy. Mở thằng squid này. Đấy. Chúng ta mở cho tôi cái thằng chế độ 3D này lên. Đấy thì các bạn đánh vào đây còn nó gọi là đánh 3D cho đối tượng nhé. Đấy thì khi mà chúng ta đánh 3D như này thì các bạn sổ cái phần transform của nó ra này, thì chúng ta sẽ có thêm một trục nữa nhé. Thì ví dụ như là thằng position đây, bình thường nó có x và y thì nó sẽ có thêm một trục nữa là trục z, là trục chiều sâu. Đấy thì tất cả những thông số đều có thêm trục z nhé. Ví dụ như là rotate này, cũng có thêm trục z này. Đấy, trục đi vào chiều sâu thì bây giờ nó là không gian 3D mà. Thì các bạn có thể xoay cái đối tượng này theo ba chiều như này. Đấy, xoay theo ba chiều vì nó là không gian 3D rồi. Như ở trong chương trình 3D đấy ạ. Đấy, các bạn có thể bê đối tượng này đưa nó vào trong chiều sâu được nhé. Đây, đấy, bê nó chiều sâu hoặc là phi nó ra ngoài màn hình như này. Đấy. À, như này là phi màn hình. Có thể bê chiều sâu như này. Thì đấy gọi là không gian 3D. Thì để quản lý cái không gian 3D này thì chúng ta cũng có các cửa sổ. Đấy. Thì các bạn đây, các bạn sổ đây này. Đấy thì chúng ta cũng có các cửa sổ đây nhá. Thì đây chúng ta sẽ đi cho tôi cửa sổ đầu tiên là fan này. Cửa sổ nhìn từ trước vào này. Fan cửa sổ nhìn từ trước vào. Cửa sổ từ trước vào. Left là từ trái qua phải. Bạn nào học chương trình 3D rồi thì học bài này rất là dễ, bởi vì nó dễ hơn 3D rất là nhiều. Left là trái qua phải, top là trên xuống dưới này, top là trên xuống dưới, back là nhìn từ trong ra, back là trong ra, right phải qua trái này, right phải qua trái, bottom là dưới lên trên. Bottom ở dưới lên trên. Thế thì chúng ta có các cái mặt như này nhé. Đấy, ví dụ chúng ta có thể nhìn từ top này, từ trên xuống dưới này. Đây, đối tượng chúng ta vừa cho đi sâu vào trong nó lên đến đây rồi. Đây chúng ta đang nhìn từ trên xuống đấy. Đây, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái cửa sổ đó là Active Camera này. Cửa sổ này là cửa sổ không gian 3D. Đấy thì là cái cửa sổ này nó có độ hút nhé. Những cái cửa sổ này thì không độ hút. Đấy, nó là cửa sổ phẳng. Active camera này thì nó trùng với mặt fan này, nhưng mà active này thì nó có độ hút này. Đấy, nó cũng là trước vào. Cái thằng này camera mặc định thì bao giờ nó cũng trùng với fan, chẳng qua nó có độ hút và không độ hút thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể hiển thị nhiều view như này, như ở trong chương trình 3D 2 view hoặc 4 view. Đấy, thì chúng ta sẽ có bốn cái như này. Thì các bạn có thể chọn từng cái, xong ví dụ cái này top, cái này fan này, đấy, cái này camera này, cái này right. Thế nó cũng giống như kiểu là cái thằng 3D thôi, chúng ta có thể hoàn toàn đổi các cửa sổ giao diện được. Đấy, là như thế. Các bạn có thể hiển thị bao nhiêu cửa sổ, bao nhiêu view cũng được, để chúng ta thuận tiện trong việc chúng ta làm cái không gian 3D. Thì đấy là quản lý cái về phần không gian và về phần trục 3D. Đấy, bây giờ chúng ta thử xếp một cái đối tượng trong không gian 3D thì chúng ta làm như thế nào nhé. Tôi sẽ đưa một cái đối tượng ảnh vào đi. Đấy, có các cái ảnh như này. Đấy, tôi có các ảnh như này. Bây giờ tôi sẽ đưa cái
cái ảnh này vào. Đấy. Đấy, ví dụ chúng ta có một cái ảnh như này, chúng ta đưa nó vào đây. Bây giờ tôi muốn xếp nó thành một cái không gian hình hộp chẳng hạn, thì tôi sẽ làm như sau. Điều đầu tiên các bạn nên chuyển trục của cái thằng này về góc này nhé. Đấy, chuyển trục của thằng này về góc. Đấy, chuyển trục nó về cái góc này. Các bạn kiểm 3D cho nó lên. Đây, ok. Đấy thì khi kiểm 3D thì nó sẽ hiển thị cái trục như kiểu ở trong chương trình 3D, nó ba trục X này, Y này và Z này. Đấy. X thì bao giờ cũng nằm ngang. Bây giờ chúng ta có thể Ctrl D lên, Ctrl D lên và chúng ta sẽ vào lệnh rotate là lệnh xoay, xoay nó. Bây giờ chúng ta sẽ xoay thằng này nằm bằng ra như này, hay các bạn muốn nó ra đằng trước hay là vòng ra đằng sau. Đấy thì tùy chúng ta thôi. Sau thì chúng ta đánh âm như này. Thì các bạn đánh âm 90. Âm 90. Đấy. Ok, thế là chúng ta xong được một cái thằng thứ hai rồi. Tiếp tục. Các bạn lại Ctrl D lên tiếp, Ctrl D. Đấy, chúng ta kéo nó lên trên. Đấy thì chúng ta kéo lên trên như này. Đấy. Đấy thì cái thằng này các bạn phải tự xếp bằng tay thôi ạ. Đấy, các bạn tiếp tục Ctrl D tiếp thằng này. Đấy, chúng ta lại xoay. Đây các bạn là xoay, chúng ta lại hiện lên cái cửa sổ xoay như này nhé. Đây, chúng ta đánh âm 90 độ. Ok, rồi. Đấy thì chúng ta được hình như là tôi chưa copy ra nhỉ. À, rồi, chúng ta copy lại Ctrl D lại. Đấy, chúng ta sổ rotate ra. Thằng này đánh bằng không. À, thằng lên trên đây rồi. Thì chúng ta được mặt này, mặt đứng này, mặt này. Bây giờ chúng ta sẽ về mặt top, chúng ta nhìn. Đây. Chúng ta thêm mặt đằng sau nữa đúng không? Đó. Các bạn lại Ctrl D lên. Đấy, chúng ta đẩy nó về đằng sau như này. Này thì đẩy nó hơi bị phức tạp một chút. Và chúng ta muốn đẩy khớp thì hoàn toàn phải đẩy bằng tay vì trong không gian 3D nó không cho align. Đấy. À. Đây chúng ta xong rồi, còn chúng ta còn cái mặt ở bên này nữa thôi, đúng không? Cái mặt bên này thì chúng ta tạm thời để trống đấy để chúng ta nhìn cho dễ nhé. Đấy. Sau khi mà chúng ta xếp xong được một cái không gian 3D như này rồi, bây giờ các bạn muốn xoay không gian cho để nhìn được không gian thì các bạn phải đặt camera. Đặt camera thì chúng ta mới xoay được hình, chứ còn bình thường chúng ta sẽ không xoay được. Đấy thì để đặt camera này, các bạn chuột phải cho tôi vào phần trống nhé. Chúng ta vào New này. Và chúng ta vào cho tôi thẳng camera đấy. Đấy khi mà vào camera này nhé. Thì ở đây nó có cái dấu Enable Depth of Field này. Thì đây là kích hoạt cái tính năng gần tỏ xa mờ, thì tạm thời chúng ta chưa kích hoạt ngay, chúng ta vào trong kia chúng ta bật sau cũng được. Đấy bây giờ chúng ta cứ để cái chế độ camera bình thường thôi. Các bạn ok nhé là xong. Tất cả các thứ khác các bạn để mặc định. Đây là độ mở ống kính mà. Thông thường độ mở chúng ta để từ 35 đến 50 là vừa đẹp. Chứ còn nếu mà các bạn để các cái độ nó hẹp hơn hoặc nó rộng ra thì nó sẽ bị biến dạng cái hình. Đấy, hình nó bị bóp méo. Từ 35 đến 50 này là hình nó khá là thật với cái tiêu cự mát của chúng ta. Ok. Đấy, sau khi các bạn đặt camera rồi nhé, các bạn sẽ có cái công cụ để điều khiển camera, thì các bạn ghi cho tôi ba công cụ điều khiển camera này. Đấy, thằng Obit này, thằng này là công cụ chuyên để xoay xoay các cái góc đấy, nhìn được các góc. Khi đặt camera rồi thì chúng ta sẽ có ba cái công cụ để điều chỉnh camera. Thứ nhất là thằng Obit là thằng xoay. Thứ hai là Check XY là di chuyển theo hai chiều
X và Y, và trách Z là di chuyển vào chiều sâu nhé. Di chuyển camera đấy ạ. Khi mà chúng ta học đến camera này rồi thì các bạn sẽ rất là thuận tiện trong cái việc chúng ta tạo ra những cái chuyển cảnh rất là mềm mại, chứ nó không như kiểu là các bạn tự chuyển cảnh. Tự chuyển cảnh thì nó khá là khô cứng đấy, thì chúng ta chuyển cảnh vào thằng này thì nó rất là hay đấy. Khi mà các bạn vào đây nhá, đấy thì chúng ta có thể xoay không gian như này đấy, thấy không ạ? Đấy thì vừa xong có một mặt là tôi chưa đặt, tôi muốn để trống để các bạn nhìn cái không gian cho nó dễ mà đấy. Đấy, khi các bạn đặt xong hình như này rồi thì bây giờ chúng ta muốn thay bằng các hình khác thì rất đơn giản đó. Bằng hình khác chúng ta vào kho hình chúng ta thôi, lấy ra đấy, ví dụ là tôi làm bằng các cái hình chân dung như này chẳng hạn. Ví dụ tôi có các cái chân dung như này đấy. Bây giờ các bạn muốn thay hình nào thì chúng ta chọn vào hình đấy thôi. Đúng. Chúng ta chọn hình đấy và chúng ta chọn một hình ở trên này, dự án kéo thả. Cái thao tác này thì chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các bạn chú ý cho tôi, với phương pháp này thì các bạn phải vào Photoshop và cho hình kích thước giống hệt nhau. Ví dụ ở đây cái này là tôi cho nó giống hệt nhau rồi đúng không? Nó đều là 200. Chúng ta xoay hình để tạo ra cái góc nhìn như này này đấy. Cái này nó đã bị nghiêng thì chúng ta phải xoay ngược lại đúng không? Đấy, chúng ta có thể cho tâm của nó vào giữa, cho tâm của nó vào giữa ảnh được rồi. Thì vừa xong chỉ cho tâm ra góc để xoay nó cho nó ấy thôi, nó đẹp thôi. Còn bây giờ cho nó vào giữa và chúng ta xoay nó cho nó dễ nha. Đấy, thì bây giờ các bạn vào chúng ta xoay xem xoay chiều nào, xoay chiều này à? Hình 90, âm 90 này. Đó. Đấy, bây giờ lại vào công cụ xoay camera. Đấy. Đấy. Ok chưa? Thì nó phù hợp rồi. Đây. Đấy. Những ảnh khác cũng rất là phù hợp nhau rồi. Đó. Ok, thì đấy là cái cách để chúng ta sắp xếp các cái hình ở trong không gian, và bây giờ chúng ta chỉ việc làm chuyển động thôi. Đấy, ví dụ chúng ta thử làm một chuyển động như này nhé. Như này này, là chúng ta đang thay đổi góc nhìn camera này. Đấy, thay đổi góc nhìn của nó để nó xoay các cái chỗ để nó nhìn đấy. Cái hình này thì nó đứng im, nhưng camera thì đang bay đấy. Đấy, camera thì đang bay. Thế bây giờ chúng ta muốn để tạo ra một cái cảnh camera nó bay quanh thằng này, thì bây giờ các bạn thấy nó quay này, nó lúc thì nó bị lao về phía trước, lúc thì nó vòng kia, có nghĩa là cái tâm của camera nó đang chưa chuẩn, nó đang chưa chuẩn với khối này. Vâng, thì bắt đầu chúng ta sẽ phải điều khiển cái tâm của nó đã. Đấy, để điều khiển tâm thì các bạn sẽ vào các mặt 2D này này. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy camera này. Ok chưa? Đấy, chúng ta nhìn camera. Thì cái tốt nhất là các bạn sẽ điều chỉnh ngay từ cái lúc đầu tiên thì nó dễ. Khi mà chúng ta đã xoay lung tung như này rồi, bao giờ nó sẽ bị lầy góc, nó sẽ khó hơn. Đấy, thì các bạn túm vào tâm này này. Đấy, đây. Một cái đặc biệt là với công cụ camera nhé, thì các bạn không cần phải vào công cụ chuyển tâm này. Các bạn cứ sử dụng cái thằng này. Bởi vì có nhiều bạn cứ nhầm phải vào đây thì mới chuyển được tâm. Thì với camera thì cứ sử dụng công cụ CX chuyển tâm thôi. Đó là cái một cái mà các bạn cần chú ý. Đấy, không các bạn cứ vào công cụ chuyển tâm để chuyển thì nó không chuyển được đâu ạ. Đấy, thì nó cứ lại bê tất cả đi. Rồi, chúng ta về mặt phân, chúng ta cho vào giữa này rồi nhá. Đấy, chúng ta lại về mặt top. Đấy, chúng ta lại cho vào giữa. Chỉ cần hai mặt thôi, hai mặt cho vào giữa là được. Hai mặt nó không đối nhau. Ví dụ như là top cả bottom là đối nhau. Vào top chỉnh xong, vào bottom chỉnh xong, thấy hai cái đều vào giữa. Cái khác thì chưa chắc nó vào giữa đâu, đúng không ạ? Đấy, thì khi mà chúng ta đã chỉnh được
hai cái không đối nhau rồi thì vào góc bất kỳ góc nào thì nó cũng cũng vào giữa cả. À. Nghe chưa? Đấy thì bây giờ chúng ta thử vào lại mặt camera nhé. Đấy. Khi đặt camera thì nó lại có thêm một cái nữa là cái camera của cái này là mặt camera mặc định. Đấy thì chúng ta sẽ vào cái thằng mặt camera này. Đấy, và bây giờ chúng ta thử vào xoay là chúng ta sẽ biết ngay. Ok chưa? Đấy. Đấy thì chúng ta có thể key kiểu xoay như này này. Đấy, chúng ta key kiểu các hình hộp như này chẳng hạn. Đấy, chúng ta key này. Quay giật như này cái quay giật đi tí sau lại giật ngược lại nó giống như kiểu là không gian 2D bình thường ấy. Đấy, quay giật này quay này giật đi cái sau lại giật ngược lại ví dụ thế hoặc nó có thể lắc 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 kiểu như này đấy. Hoặc là lật lên trên này đấy. Đấy, lật lên trên như này ok chưa thì đấy là cái cách chúng ta làm việc với cái không gian 3D thì khi mà các bạn làm việc với camera này các bạn chú ý cho tôi nhé là chúng ta phải chú ý đến cái đường đi cam nó giống như kiểu chúng ta làm phim thì cái đường đi cam rất quan trọng chứ không phải các bạn đi bừa thì nhiều khi nó cứ bị văng bị lệch cái tầm nhìn ra ngoài màn hình ấy, thì nó khó nhìn nên là cái nguyên tắc đi camera bao giờ cũng ví dụ cái cảnh đầu tiên là từ trái chạy qua phải thì cảnh thứ hai đấy không bao giờ lại từ trái có chạy qua phải tiếp ít ra nó phải chéo ví dụ nó không đối ngược lại cũng được vì nhiều khi đối ngược lại thì cũng nhàm chán ít ra nó phải chéo từ đằng này hoặc chéo từ dưới này nó chéo ngược lại với cái đầu tiên đúng không thằng đầu tiên đi góc này thì thằng thứ hai lại phải đi góc ngược lại bao giờ cái tâm nhìn nó cũng phải dồn vào giữa màn hình này và khi mà chúng ta chuyển cảnh ấy, chuyển cảnh góc nhìn camera thì cũng tương tự như thế thôi nó sẽ có cái quy tắc gọi là toàn trung cận đầu tiên là tổng thể tất cả đã sau bắt đầu mới đến zoom lên một hai người đúng không zoom lên một hai người sau tiếp tục lại zoom lên cái biểu hiện tình cảm của nhân vật riêng một nhân vật ở đấy hoặc các bạn có thể làm nguyên tắc ngược lại đó là cận trung toàn cũng được ví dụ cận cảnh xong đến trung cảnh đến toàn cảnh cái đấy cũng là một cái để chúng ta có thể làm được ừ. Đấy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sang một phần nữa đó là chúng ta sẽ key cái chuyển cảnh như này key cái camera như này thì ở trong camera nó có phần để chúng ta có thể key được đây đấy thì các bạn vào phần transform của camera này thì nó cũng có những cái thông số key giống hệt như key bình thường thôi chúng ta cũng có thể key đấy, chúng ta cũng có thể key được như này đấy, hoàn toàn có thể key được nhưng mà khi các bạn key bằng thằng này nhé thì nó cứ vút đi đâu này chứ nó không xoay quanh như thế này được đúng không nếu như mà các bạn lại dùng cái công cụ này dùng công cụ này dùng công cụ này công cụ này ví dụ công cụ này là sang trái sang phải này đấy, công cụ này là đi vào chiều sâu này đấy, đi vào chiều sâu này đấy thì chúng ta thử dùng công cụ này chúng ta key được không key ở trong này thông số thì rất là khó rồi key vào đây nó cũng sẽ vật đi lung tung thế thử key bằng thằng này nhá key bằng này nhá thì bây giờ chúng ta sẽ sổ cái thông số này ra chúng ta sổ thử sử dụng cái công cụ xoay này nhé chúng ta xem là thông số nào đang di chuyển đúng không thì chúng ta sẽ key cái thông số đấy thì ở đây các bạn nhìn ở đây nó sẽ là position đúng không đấy thì chúng ta thử key thằng position này xem nhé thử key position chúng ta không cần sử dụng thằng anchor point đâu chỉ cần position là được rồi đây đấy, chúng ta thử key position xong tí chúng ta xong chúng ta thử xem nó như thế nào nhé. Đấy. Nhưng làm bằng thằng camera này thì nó rất là mềm. Đấy, các bạn xem này. Đấy. Mặc dù tâm chúng ta cũng đã để vào giữa rồi. Nhưng mà chúng ta dùng thằng này này. Các bạn thấy không? Cái hình chữ nhật ấy nó cứ bay ra bay vào đấy. Nhưng mà nếu mà một trường hợp nào đấy mà các bạn muốn nó đứng im để nó xoay thì chúng ta sẽ không dùng thằng này được bởi vì thằng này nó không làm được điều đấy.
Muốn đứng im thì các bạn phải làm như sau. Các bạn vào new này. Các bạn vào cho tôi đặt cho tôi một thằng null object. Đây là cái layer điều khiển ở bài trước chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Và cái layer điều khiển này nó điều khiển rất là tốt camera nhé. Nó điều khiển rất là tốt cái camera này. Null là một cái layer không có hình, nó chỉ có một cái tâm thôi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo cái camera, cái parent của camera này thả vào null. Parent này thì chúng ta cũng học rồi đúng không ạ? Đấy, thả vào null. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ key cái thông số của null thì nó rất là dễ nhé. Đấy, key thông số của null thì chúng ta cũng bật cái kiểm 3D cho cái thằng null nha. Kiểm 3D cho null. Đấy, các bạn cũng kiểm 3D cho null. Đấy. Đấy thì cái vị trí của null bây giờ nó chưa phù hợp đúng không? Thì chúng ta sẽ phải đưa cái vị trí cho nó phù hợp hơn. Đấy, các bạn vào, ví dụ các bạn muốn cái hình null nó cũng phải vào giữa cái hình này chẳng hạn, thì chúng ta đấy, bây giờ position chúng ta di chuyển cái null trước. Đấy, position di chuyển này. Đấy, chúng ta di chuyển cho nó vào giữa tâm của cái hình này nhé. Rồi, chúng ta về mặt fan. Ok, đấy. Sau khi các bạn làm xong như này rồi, bây giờ chúng ta thử xoay thử nhé. Xoay ở cái thằng null này nhé. Rotate đúng không? Đây. Đấy. Nó xoay quanh một vị trí rồi đấy ạ. Nó đã xoay quanh rồi. À, chúng ta thử thông số thằng này. Đấy không? Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể key như này rồi đúng không? Đấy, chúng ta key đây. Đấy, nó sẽ xoay ra chẳng hạn. Đấy, nó xoay ra đây. Xong, nó quay ngược lại một chút, nó quay ngược lại đây. Đấy, nó giật ngược lại chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta đây. Ok chưa? Đấy. Thì cái thằng null này nó rất là ổn định. Nó rất là ổn định như vậy. Ok chưa? Thế thì đây là chúng ta mới xoay có một trục thôi, chúng ta có thể xoay hai trục, chúng ta xoay hai trục cùng một lúc được, chúng ta có thể kiểm luôn cả x, y, z như này, đó. Sau đó thì chúng ta xoay cả ba thông số chẳng hạn, đó. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cái độ sinh động khi các bạn xoay. Ok chưa? Đấy. Thì đấy là cái cách chúng ta sử dụng cái thằng camera. Rồi, thì đấy là cái một cái phần để hiệu chỉnh camera bằng null. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ sang một cái phần nữa, đó chính là cái phần tạo cái không gian gần tỏ xa mờ, ví dụ ở xa nó nhòe đi, ở gần nó sắc nét, thì chúng ta làm như sau. Các bạn vào camera này. Các bạn vào camera. Các bạn sổ camera ra thì chúng ta sẽ có phần camera option. Các bạn sổ thằng này ra. Thì ở trong này nó sẽ có một cái thông số gọi là thông số depth of field. Các bạn đánh on nó lên nhé. Depth of field là gần tỏ xa mờ. Depth of field. Gần tỏ xa mờ. Depth of field. Thì các bạn về khi các bạn kiểm on ở depth of field nhé, thì các bạn về mặt top chẳng hạn, chúng ta nhìn đây. Đó. Đây. À, các bạn sẽ thấy cái đường màu tím này này. Đường màu tím này. Cái đường màu tím nhạt đấy ạ, chính là cái đường đặt cái độ sắc nét vào đâu đấy ạ. Thì các bạn sẽ kéo thông số focus distance này. À, để chúng ta đặt cái độ sắc nét nhé. Cái thanh này nó đặt ở chỗ nào thì sắc nét ở chỗ đấy. Còn những cái ở xa thì nó sẽ mờ nhòe. Đấy, ví dụ ở đây tôi sẽ copy
pi căn xuân d thằng này lên. Đấy, tôi chốt. Đấy. Và tôi sẽ di chuyển nó ra xa. Đấy, tôi di chuyển nó ra xa như này để chúng ta nhìn. Đây. Đấy. Cái đối tượng này ở xa nhé. Cho nó lệch sang đây một tí. Đấy, để chúng ta so sánh được cái điểm lấy nét gần và điểm lấy nét xa của nó như thế nào. Bây giờ các bạn chỉ cần thay đổi cái thông số này. Các bạn lại tiếp tục vào camera nhé, sổ nó ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thông số là thông số aperture này. Thì đây là thông số độ mờ nhòe nhé. Độ mờ nhòe của nó. Các bạn tăng lên. Tăng lên. Đây, các bạn thấy không ạ? Ở gần thì nó sắc nét này, ở xa nó nhòe đi rồi. À, ok chưa? Đấy thì cái thằng depth of field này thì nó có cái thông số focus là thông số khoảng cách lấy nét nhé. Cái vị trí chúng ta muốn lấy nét. Còn aperture là độ mờ nhòe. Càng to lên thì những cái ở xa nó càng nhòe nhòe đi để nó lấy nét cho cái phần trọng tâm của hình mà chúng ta đặt thôi. Đấy, chúng ta có thể đặt ở xa này là nét, ở gần này nhòe, hoặc là chúng ta đổi qua đổi lại như chúng ta vẫn xem trên các phim truyền hình nhá, đúng không? Nhân vật chính nói thì nó lấy nét về đây, nhân vật bên kia nói lấy nét bên kia thì đằng trước lại nhòe đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể key này, key thằng focus distance này, key thằng này, key chạy ra xa, key chạy về gần đấy là do chúng ta thôi, đúng không? Thì để chúng ta lấy nét vào cái nhân vật chính đang nói. Đấy thì cái phần lý thuyết của bài hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Và cái phần bài tập thì tôi sẽ làm riêng cho các bạn sang một cái phần bài, một cái video khác nhé. Thì các bạn sẽ xem một video khác để chúng ta làm bài tập.